Cười cái bỉm đi. Cái bỉm xong mà đánh răng rửa mặt đây. Đi. Đi. Hôm nay chị đừng nghỉ tí, gọi chị dậy đi. Ê. Con này mẹ bến không? À. Mẹ dậy rồi nhưng mẹ cứ ở trên giường mẹ làm việc thôi. Thách người ta đọc rồi là phải làm đi. Con mình dậy đi. Năm kia ta mẹ đến rồi. Ôi trời, ta mẹ đến rồi. Năm, đây, đây. Mẹ chị được nghỉ học mà chị dậy chưa? Ôi là chị nghỉ dép này, chị vẫn ngủ với đi à. Nếu mình dậy sớm đến nhà thôi. Ngày nào cũng gọi dậy. Đi. Chết thế, ta mẹ lấy quần mẹ mặc cho nhá. Chị ơi, rửa mặt nào, rửa mặt xong rồi đi uống sữa nhá. Ừ, rửa mặt sữa mắt đây. Ngon nhẹ. Mặc mũi chân tay đã. Nãy con, mẹ đi lấy sữa cho con uống nhá. Đây đi. Con mẹ đến. Con đừng đánh mẹ đắng. Ôi, thằng này đảo hết rồi. Ôi dồi, thằng này đói lắm. Đói nó bẩn vỏ mẹ đấy. Thằng này, thằng này mắt bẩn đấy. Thằng nào, thằng nào bôi, bôi cả gì lên mặt đây. Thằng nào bẩn đây. Tay này. Tay này bẩn này. Thằng nào ấy. Thằng nào ấy. Mai mẹ con mưa, mai mẹ con không đi chợ. Mai mẹ con ở nhà chơi với con. Mai mưa rét lắm các bạn. Ở Việt Nam tầm này đang mưa rét. Có băng có tuyết nhưng mà chỗ nhà em không, không có băng thì rét. Mưa rét này mai mẹ ở nhà mẹ chơi với em nhá. Đi. Các bác ơi, giờ đến giờ ăn sáng của con rồi đấy. Giỏi ơi, sáng ra là con cứ phải một bình no đấy các bác ạ. Titi đã chào các bác chưa mà cứ uống sữa mới lại Titi thôi hả? À. Hôm qua em có đọc những lời bình luận của video ngày hôm qua ấy, ngày tối hôm qua em đăng đấy, thì là cũng có nhiều các bác là bảo Titi đã trưởng thành hơn. Titi đã biết tự là leo trèo rồi. Cũng có bác là bảo là em làm quen cho con với môi trường rồi muốn thả em thả con đi đấy. Không, đấy là không phải đấy các bạn. Em chỉ muốn tập cho con một cái thói quen như kiểu là biết trèo cây rồi biết tự kiếm mồi, thì sau này như nhiều lúc mẹ bận hoặc là nhiều lúc em có cho con đi ra vườn chơi ấy, thì con sẽ tự cứ chơi thôi, thì đỡ phải bám, đỡ không bám mẹ, mà kiểu là sau này con phải trưởng thành chứ, càng lớn thì con phải trưởng thành hơn chứ, làm sao mà lúc nào cũng bám mẹ, lúc nào cũng mẹ bế được, tại vì là em còn phải đi làm mà. Nói chung là đi làm thì vẫn có, em vẫn cho ăn, các con ăn xong thì con mới đi làm, em mới đi làm, còn đâu về thì buổi chiều nó có chị chăm rồi. Mọi người đừng hiểu lầm em là kiểu muốn thả con đi về với thiên nhiên nhé. Trước đây đấy là em cũng có nghĩ là hay là thả con đi để con về với thiên nhiên, đúng với cái môi trường của con, nhưng mà em thấy cái bản năng của con là không có, không biết tự kiếm ăn mà không biết kiểu tự lập trèo cây hoặc là không biết tự kiếm ăn, nên đâm ra là em cũng rất là lo. Nên là em đã quyết định là giữ Titi ở lại, thì em cũng sẽ coi Titi như là con đẻ của mình và cũng sẽ chăm sóc con là hết mức là có thể đấy ạ. Nên các bác cứ yên tâm và luôn đồng hành
cùng mẹ con em nhé, và nhớ đăng ký kênh và cho con xin một like, một lời bình luận ạ. Kitty ạ. Đấy, con cứ một bình sữa là hết, nhưng mà mẹ con chỉ có cho con uống như vậy thôi, tại vì là con mà uống no quá là hay bị lôn đấy các bạn, nên là mẹ con cũng chỉ pha một bình đầy đấy thôi, là uống hết là thôi, chứ đợi con đã ở đây không cho uống thêm. Bây giờ con uống xong bình sữa thì mẹ con sẽ cho con ăn thêm quả nhé. Nói thật ra là trước ngày mà chưa có Kitty đấy thì em cũng chỉ gọi cho con ăn hoa quả bình bình thường, nhưng mà vì biết là Kitty thích ăn dâu mới nho ấy, là đâm ra là mẹ con cứ đi chợ về là phải mua nhỉ. Kitty nhỉ, cứ đi chợ hôm nay con chọn quả gì nào, con ăn dâu hay thích ăn nho? Bạn này dâu ăn mấy ngày rồi chán rồi các bạn. Hôm nọ mẹ con mua nhãn nhưng mà con cũng không thích ăn nhãn đâu, nhưng mà cũng tài lắm nhá, Kitty không thích ăn ăn chuối đâu. Như em thấy nhiều bé khỉ ấy, thích ăn chuối, nhưng mà riêng Kitty là chỉ thích ăn nho thôi. Ăn nho mới ăn ăn dâu các bạn. Kể cả mẹ con mua táo con cũng không thích ăn táo đâu. Táo mới lại chuối là con không thích ăn. Đấy, các bác thấy chưa? Làm sao nếu như mà không yêu thì làm sao mà mẹ con đáp ứng được các nhu cầu của con được ạ? Nên nhiều các bác nói chung là cũng có những lời bình luận nói là em cũng buồn đấy ạ. Tại vì bảo là không yêu con hoặc là muốn thả con về mấy thiên nhiên. Không phải vậy đâu ạ. Nhỉ. Kitty nhỉ. Mẹ con thương con còn chẳng hết đấy. Tuy là công việc bận nhưng mà vẫn phải dành thời gian cho con. Đúng rồi. Hôm nay mẹ 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 nghỉ nhá. Hôm nay mẹ nghỉ, mẹ ở nhà chơi với con nhá. Hôm nay trời mưa các bạn. Thế còn mỗi quả dâu chắc không 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 biết ăn dâu, mấy ngày ăn dâu chán rồi. Thế thì ăn nho cơ mà, ăn nho phải ăn nho móng tay cơ. À, vẫn chắc là vẫn đi tìm, chắc là con vẫn đi tìm tìm nho đấy. Ăn dâu đi, chán dâu các bác ơi. Thế ngày mai lại phải mua, lại phải mua nho cho con ăn rồi. Hôm nay lại ở nhà. Đi ơi, ngã đấy. Ăn rồi hả? Ăn rồi. Dâu tây mà món ăn sở trường một ngày chán phải không? No bụng rồi không? Ăn hai quả, uống một bình sữa xong lại hai quả nho móng tay rồi. Không ăn lắm. Chuối thì không ăn. Chuối thì nhà đầy dân không ăn. Thì bà ngoại cho một vườn chuối. Hôm nay ra ngoài vườn vườn chuối nhá. Bông hoa đẹp không? Ui trời ơi, giờ bình thường. Cái hoa của mẹ. Hôm nay trời, hôm nay mưa rét, mẹ con ở nhà chơi với con. Hai chị đang nấu mì ăn đây kìa. Xong rồi hai chị đến nhá. Không ăn rồi các bạn. Đấy, riêng đấy con mà đói là con ăn ngay, nhưng mà chắc lo mới lại cũng mà chán. Ăn ăn đi. Đâu đấy, mẹ đéo miếng. Kiểu cũng cơm no chán chè rồi các bạn. Nào, chơi à? Cũng ăn đây thôi. Chơi à? Cùng chơi. Được nghỉ ở nhà mấy con có thích không? Mai con được nghỉ con có thích không? Mẹ ở nhà mẹ nghỉ với chơi với con có thích không? Còn mai chị cũng lại được nghỉ này. Sao mẹ lại được được nghỉ này? Hôm nay ở nhà tha hồ chơi mà đừng có hư nhá. Lại thấy mẹ ở nhà cả ngày lại bám mẹ. Thấy mẹ cả ngày nhà bám mẹ, mai lại không cho mẹ ở đây làm. To quá à, thấy mẹ con mua quả dâu to không các ba, to hơn cả tay của con rồi. Nhưng mà con đâu thèm ăn đâu, con no rồi con không thèm ăn đâu. Đi á, mẹ đến à, mẹ nhá, đi ngủ không, ngủ không, mẹ lấy con mẹ mặc cho con như nào nhé. Nhạc nhà chỉ ở nhà ôm Titi là thích rồi các bạn. Nhạc nhạc này thì ở nhà ôm Titi là ấm thôi. Đi ngồi ngoan thế, ngồi xem các chị ăn ăn gì à? Ơi của con đây, nho tiếp nha, qua nào nào, há mồm ra nào, nho cũng chán rồi các bạn. À phải nếm nếm nếm, nếm xem kiểu nhìn cắt ra nhìn lại, ngon quá nhỉ? Ăn mì cùng với các chị không? Nghĩ cái tí ngồi bây giờ bắt đầu cũng gặp ngồi ngoan ngoan đấy các bạn.
Để mẹ con cũng gọi là huấn luyện dần dần. Ngồi như người lớn rồi. Úi giời ơi, ngoan quá. Nói chung là cũng phải dạy dỗ bao nhiêu ngày mới con mới được như này các bạn. Đấy, ăn xong lại trèo leo. Con có ăn mì cùng chị không? Thế ăn mì không? Ăn Ăn mì cùng chị không? Thế Bích Vông mời các bác đi. ba ba ăn ba ăn cơm Ăn cơm á? mì Đấy, à lấy tay bóc à, giỏi nhỉ. Không ngã, ngồi con ngồi xuống nào. Con ngồi xuống đây. Con ngồi xuống đây mà. Đúng, con cứ leo trèo thế. Thế thì hiếu hiếu động lắm các bạn. Đi ra vườn cây thì chẳng dám leo mà ở nhà thì cứ trèo leo thôi. Đấy con ăn cái gì được. Ăn không ngồi yên cơ. Mấy kiểu cũng ngon đấy các bạn. Chứ con mà đói con ngồi con ăn một lúc là hết ngay. Giờ cũng no dậy rồi, mình sữa xong ăn no rồi. Đó là nghỉ nghỉ khoa của mẹ hả? Ở Việt Nam là sắp Tết rồi các bạn. Sắp Tết của Việt là nghỉ Việt Nam rồi, chục ngày nữa. Sắp Tết rồi. Sắp Tết rồi, Titi có đi bán hàng với mẹ không? Nào con ơi. Bây giờ Bích Long ở nhà với em, mẹ đi ra chặn mua đồ ăn nhé. Vâng. Em cho chặn mua thức thức ăn. Ăn rồi còn nấu cơm trưa. Ở nhà với chị ngoan nhá, mẹ đi chợ mua đồ ăn đây. Hôm nay mẹ không đi chợ bán hàng mà mẹ chỉ đi chợ mua đồ ăn thôi. Nhá. Nào ấm thì mẹ cho con đi chợ cùng mẹ. Áo mặc đây. Ra ngoài rét lắm. Đấy, bạn hoa của mẹ rồi. Ăn không nè ra bạn đây. Bạn ơi. Cho miếng cho con không? Cho miếng con cho con không? Hai chơi nhé, hai chơi bên ngoài nhé, hai chơi gì đây? Chơi với em nè. Chơi với em không? Chơi không?
Không sợ đâu. Đây ngồi. Đi lên đấy. Đi lên. Đây, trên này ngồi mà. Đây, đây, đây ngồi đi. Tắm vào đây, tắm vào đây. Đi ngồi, đổ cùng lâu rồi. Nhìn đây. Đây ngồi. Ngồi. Lên đây, lên đây ngồi, lên lên. Sợ chứ. Nào, nào. Thôi. Bà nuôi em có gì tốn không? Tốn. Hay là bán em đi nhá. Không. Hả? Không. Thank you.